Kênh Giá Lúa Gạo ngày nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Quý bà con và các bạn đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính xác được cung cấp mỗi ngày trên kênh. Sự đồng hành và ủng hộ của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá đối với ban biên tập chúng tôi. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa luôn biến động thất thường và không có sự cố định, luôn có sự dao động giữa các thời điểm và các tỉnh địa phương khác nhau. Hiện tại các địa phương, việc thu hoạch lúa vụ đông xuân 2023-2024 đã gần kết thúc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, sản lượng lúa vụ mùa và đông xuân của vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng 126.000 tấn. Trong đó, sản lượng lúa vụ đông xuân ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng 65.000 tấn. Sản lượng lúa mùa đạt 974.000 tấn, tăng 60.000 tấn. Đây là con số khá lớn khi sản lượng lúa đông xuân vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới trên 50% sản lượng lúa đông xuân của cả nước, nguồn cung dồi dào. Trong tuần qua, giá gạo các loại liên tục điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu tăng tới 800-850 đồng một ký, gạo thành phẩm tăng 550 đồng một ký. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, việc doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu 108 tấn gạo của Indonesia vào cuối tháng 3 vừa qua đã tạo đà để giá gạo tăng trở lại. Tại Kiên Giang, Sóc Trăng, OM18 và Đài Thơm 8 7.900-8.300 đồng, OM5451 7.400-7.600 đồng, IR50404 7.200-7.500 đồng, OM380 7.300-7.600 đồng, RVT 8.300-8.500 đồng, ML202 7.800-8.000 đồng, OM34 7.300-7.500 đồng, VD20 8.300-8.500 đồng, Nếp Tươi 7.800-8.000 đồng, Lúa Nhật 7.600-7.900 đồng, Nàng Hoa 7.600-7.900 đồng, ST21, ST24, ST25 9.300-9.800 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, OM1352 7.400 đồng, OM4900 7.600 đồng. Giá lúa An Giang OM5451 7.400-7.600 đồng, Nàng Hoa 7.700-7.900 đồng, OM18 và Đài Thơm 8 7.900-8.100 đồng, IR504 7.300-7.500 đồng, Nếp Tươi 7.700-7.900 đồng, OM34 7.300-7.500 đồng, RVT 8.200-8.400 đồng, ML202 7.700-7.900 đồng, Lúa Nhật 7.700-7.900 đồng, Nàng Hoa 7.700-7.900 đồng, ST21 9.300 đồng, ST24, ST25 9.400-9.600 đồng, Cửu Long 7.300 đồng, OM4900 7.500 đồng, OM1352 7.300 đồng. Giá lúa Bạc Liêu, Cà Mau OM34 7.300-7.500 đồng, OM5451 7.400-7.600 đồng, IR50404 7.200-7.500 đồng, OM18 và Đài Thơm 8 7.900-8.300 đồng, Lúa Nhật 7.700-7.900 đồng, OM380 7.300-7.600 đồng, Nàng Hoa 7.600-7.900 đồng, RVT 8.200-8.500 đồng, ST24, ST25 9.600-9.800 đồng, Lúa Cửu Long 7.400 đồng, ML202 7.800-8.000 đồng. Giá lúa Tiền Giang IR50404 7.300-7.500 đồng, OM18 Đại Thơm 8 7.900-8.200 đồng, OM380 7.300-7.500 đồng, VD20 8.000-8.300 đồng, RVT 8.000-8.300 đồng, OM5451 7.400-7.600 đồng, OM34 7.300-7.500 đồng, Nếp Tươi 7.700-7.900 đồng, Lúa Nhật 7.700-7.900 đồng, ST24, ST25 9.600-9.900 đồng, OM4900 7.600 đồng, OM1352 7.300 đồng, Lúa Cửu Long 7.900 đồng. Trà Vinh, Vĩnh Long OM18, Đài Thơm 8 7.900-8.200 đồng, OM5451 7.300-7.600 đồng, IR50404 7.200-7.500 đồng, OM380 7.300-7.600 đồng,
RVT 8.300 đến 8.500 đồng, ML 202 7.800 đến 8.000 đồng, OM 34 7.300 đến 7.500 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.900 đồng, ST 21, ST 24, ST 25 9.300 đến 9.800 đồng, OM 4900 7.600 đồng, cửu long 7.300 đồng. Giá lúa Cần Thơ Hậu Giang IR 50404 7.200 đến 7.500 đồng, nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng, OM 5451 7.400 đến 7.600 đồng, OM 18 7.900 đến 8.300 đồng, RVT 8.200 đến 8.500 đồng, ST 21 9.300 đến 9.500 đồng, lúa Nhật 7.600 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.900 đồng, ST 24 ST 25 9.600 đến 9.800 đồng, OM 34 7.300 đến 7.500 đồng, OM 4900 7.600 đồng, VD 20 8.300 đến 8.500 đồng, cửu long 7.400 đồng, OM 1352 7.400 đồng. Giá lúa Đồng Tháp OM 18 Đài Thơm 8 8.000 đến 8.300 đồng, OM 5451 7.400 đến 7.600 đồng, IR 50404 7.300 đến 7.500 đồng, OM 380 7.300 đến 7.600 đồng, nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng, OM 34 7.300 đến 7.500 đồng, ST 21 9.300 đến 9.500 đồng, ST 24 ST 25 9.600 đến 9.800 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.900 đồng, ML 202 7.800 đến 8.000 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, OM 4900 7.600 đồng, cửu long 7.400 đồng, OM 1352 7.400 đồng. Giá lúa Long An OM 18 Đài Thơm 8 7.700 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.700 đến 7.900 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, OM 380 7.200 đến 7.400 đồng, OM 5451 7.400 đến 7.500 đồng, IR 50404 7.300 đến 7.400 đồng, OM 34 7.200 đến 7.400 đồng, ML 202 7.500 đến 7.700 đồng, RVT 8.000 đến 8.300 đồng, ST 21, ST 24, ST 25 9.300 đến 9.500 đồng, OM 4900 7.400 đồng, cửu long 7.300 đồng, OM 1352 7.300 đồng. Giá lúa Tây Ninh OM 18 Đài Thơm 8 7.400 đến 7.900 đồng, nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng, nếp tươi 3 tháng rưỡi 7.500 đến 7.700 đồng, lúa Nhật 7.500 đến 7.800 đồng, nàng hoa 7.500 đến 7.800 đồng, OM 380 7.200 đến 7.400 đồng, OM 5451 7.200 đến 7.400 đồng, IR 50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM 34 7.200 đến 7.400 đồng, ML 202 7.400 đến 7.700 đồng, RVT 7.700 đến 7.900 đồng, ST 21, ST 24, ST 25 9.000 đến 9.300 đồng, OM 4900 7.300 đồng, OM 1352 7.400 đồng, cửu long 7.200 đồng. Tại các chợ lẻ, gạo nàng hoa chín 19.500 đồng một ký, gạo nàng nhen 26.000 đồng một ký, gạo rắc min 16.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo rẻ thường 12.000 đến 14.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe bản tin về giá lúa gạo của ban biên tập chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Quý bà con và các bạn cũng đừng quên để lại giá lúa ở dưới phần bình luận của video để cho bà con các khu vực khác cùng biết giá nhé bà con. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.